Từ những năm 2010-2012, hiện tượng cà rốt bị biến dạng đã khiến rất nhiều nông dân trồng cà rốt điêu đứng. Thời điểm ấy, lúc thu hoạch có đến 40% sản lượng củ bị biến dạng với nhiều hình thụ như hình củ chĩa có nhiều nhánh, phụ chẻ đôi, chẻ ba. Hình củ mọc lông dài thành từng chùm, xếp thành từng hàng. Hình củ sần sùi, u sưng với nhiều kích thước khác nhau và màu sắc đỏ, trắng nhạt. Hình củ nứt kéo dài từ phần tiếp giáp với gốc cây đến phần chóp của củ. Hay củ đeo các chùm hạt trên rễ, đường kính từ 0,5 đến 1,5 mm, và nguyên nhân được xác định là do tuyến trùng gây hại. Sau khi biết được nguyên nhân, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng đã có nhiều biện pháp giúp người nông dân canh tác cà rốt chủ động hơn trong việc phòng trừ loài dịch hại này. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những hiện tượng gây hại mạnh và ảnh hưởng lớn đến năng suất vụ mùa của bà con nông dân nếu không được kịp thời xử lý. Nó nắng nhất là sợ mỗi là bị tuyến trùng, cây cà rốt nó bị tuyến trùng và bị thối thân. Là hai cái là bà con là ghê sợ nhất luôn đấy. Với cà rốt, công đoạn làm vệ sinh thửa đất trước khi trồng vụ cà rốt mới thường không đảm bảo sạch mầm bệnh cũ, đã tạo môi trường mới cho các loại tuyến trùng tái sinh, lây lan, phát triển. Tuyến trùng sẽ làm giảm năng suất, giảm hiệu quả sản xuất, tăng chi phí sản xuất, đồng thời giảm chất lượng, vị ngon, màu sắc và rút ngắn thời gian lưu trữ. Đối với là tuyến trùng gây hại như vậy thì hôm nay tôi xin giới thiệu với bà con cái giải pháp để quản lý tuyến trùng trên cà rốt. Thì đầu tiên bà con cần là luân phiên cây trồng và sử dụng các biện pháp cơ giới như là cày ải, phơi đất và xử lý vôi, sử dụng vôi để là diệt các mầm bệnh và tuyến trùng. Bên cạnh đó, bà con cần phải kết hợp xử lý bằng thuốc khoa học. Cách để mà xử lý tuyến trùng hiệu quả nhất là xử lý lần 1 là ở giai đoạn là 5 đến 7 ngày sau trồng và xử lý lần 2 là giai đoạn 25 ngày đến 30 ngày sau trồng. Liều lượng cụ thể đối với sản phẩm Sonvigo thì bà con sử dụng là 200 ml thuốc Sonvigo đến 300 ml thuốc Sonvigo trên một phi 200 lít nước tưới cho 1.000 m² là một sào. Quản lý tốt dịch bệnh, khống chế tuyến trùng phát sinh gây hại sẽ giảm thiểu thiệt hại đáng kể cho bà con nông dân. Hiện tại giá cà rốt đang khá ổn định, từ 9 đến 10 ngàn đồng một ký. Với giá bán này, nếu bà con đầu tư hợp lý sẽ mang về một khoản lợi nhuận không nhỏ cho gia đình.